nấu bánh chưng nè. Nấu bánh chưng nè, vui không? Em thấy người ta nấu bánh chưng 2-3 ngày rồi mà chưa củi lửa chưa tắt luôn. Không biết nấu bánh chưng làm gì cực dữ vậy ha. Chẳng lẽ nấu bánh chưng nó lâu dữ à? Mà sao cái nấu chưng này nó tốn củi, tốn lửa dữ vậy trời. Thiệt luôn á, em thấy cái nấu cái này tốn quá. Hèn chi thấy gần tết á, người ta cắt quá trời cây trong rừng luôn. Thấy đốn cây dài dài không thì ra đem về để nấu bánh chưng á. Nên kể từ đó em không muốn ăn bánh chưng nữa. Em không muốn tạo nghiệp với thiên nhiên, với động vật. Sai lầm của em cũng là lòng từ bi của em. Em đã dùng thần thông giúp người. Thế là nghiệp quật em. Em giúp cái học trò của em. Mặc dù chư thiên đã căn dặn kỹ rồi, Tuy Uyên ơi, không được dùng thần thông giúp con người. Ai da, em thấy cũng bình thường, giúp rồi đó là một sự hy sinh. Đến khi mất hết rồi thì em thấy ai được làm một người bình thường cũng sướng mà. Có muốn giúp thì cũng không giúp được nữa, bởi vì đã giúp hết sức rồi. Lại nấu bánh chưng, sẵn tiện đốt rừng luôn. Oh, what the... Đốt rác. Bây giờ em sẽ đi qua nhà hai con chó. Ở đây có ba con chó em cho người ta tất niên rồi, mời tụi nó về nhà ăn tất niên chung với gia đình của tụi nó. Bởi vì ba con chó đó nó không học được làm chó cá phụ đi phóng sanh, nên phải cho đi, và nó là chó cái nữa nên phải bắt buộc cho nó đi. Tất niên cho nó về. Em cố gắng hết sức rồi, trong khả năng của em thôi. Đây người ta ăn tất niên nè, người ta cũng ăn thịt con này con kia, cái mùi bia rượu nó xông ra ngoài đây em ngửi được, hôi lắm. Lovely Phan, đi chơi, đi ăn tất niên, về nhà ăn tất niên, nhanh lên Lovely Phan, trả xe đạp đi, đi về nhà ăn tất niên con. Quanh nhà kia cho ăn tất niên chơi trước cửa nhà nè, về thăm gia đình. Mua 2 hộp đi, về đi, trả xe đạp nha, mất ráng chịu nha, mất con đổi cho xe mới. Đi xe đắp ly, đắp ly cái mía đi con. Ừ, ăn trong đầu trong cổ người ta luôn không. Đây ra đây cho ăn. Đứa nào không về thì ăn ở đây đi. Này, tất niên, thôi tất niên là phải ăn với gia đình. Tụi bay không ăn với gia đình không phải là tất niên. Thôi đi ra, đi ra. Đi 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 đi. Phan, đi. Phan, đi. Về ăn tất niên đi. Đây nè, Phan và Lovely về ra ăn tất niên đàng hoàng. Ok, mình ăn tất niên mà. Ừ đi con, đi. Nè nè, nè ăn nè, ít nè. Rồi ăn rồi về ha.